Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ hai theo hình thức trực tuyến về công tác chuyển đổi số. Dự phiên họp tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái và các thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay, 100% bộ ngành địa phương đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số. Hiện cả nước có 240 trường đại học, trong đó có gần 160 trường có chuyên ngành đào tạo kỹ thuật, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, an toàn thông tin với khoảng 50.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Trên cả nước đã thành lập gần 4.900 tổ công nghệ cộng đồng số với gần 22.000 thành viên tham gia. Mạng số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước đã kết nối đến tất cả các huyện và gần 97% số xã trên toàn quốc. Hiện Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tích hợp 3.552 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 40 tỉnh, thành phố đã khai trương giám sát điều hành thông minh. 38 tỉnh, thành phố triển khai dịch vụ phản ánh hiện trường, giúp nâng cao hiệu quả tương tác giữa người dân với chính quyền. Tại tỉnh Yên Bái, hiện mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng trong các cơ quan đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tại 408 điểm. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh triển khai gần 200 điểm cầu, kết nối đến 173 xã trên địa bàn tỉnh. Tất cả hoạt động chỉ đạo điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất. 20% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Trên 100 doanh nghiệp được hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử trên sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Yên Bái, với trên 600 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm hướng tới chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Vì vậy, các bộ ngành địa phương phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của hệ thống chính trị. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, hoàn thành bồi dưỡng tập huấn về chuyển đổi số cho 10.000 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, hoàn thành hệ thống phục vụ thống kê, theo dõi dự án đầu tư công, nhân rộng việc triển khai trợ lý ảo phục vụ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, thí điểm triển khai hệ thống giám sát dữ liệu trực tuyến, kết nối giữa các cơ quan quản lý với các doanh nghiệp nhà nước. 100% tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương ban hành nghị quyết, chỉ thị, văn bản chuyên đề về chuyển đổi số. Tất cả các tỉnh thành hoàn thành lựa chọn và công bố các nền tảng số mà địa phương lựa chọn để phục vụ người dân. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số ngành, đơn vị như Đoàn Thanh niên, Y tế, Công an trong việc tiên phong đưa chuyển đổi số vào cuộc sống. Chiều 27 tháng 4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022 đã chủ trì hội nghị thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh với khoảng 1.500 người tham gia. Đại hội có 13 môn thi đấu chính thức và 2 môn thi đấu biểu diễn chia làm 2 giai đoạn. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái. Tính đến nay đã có 7 môn với 53 lượt, 437 vận động viên tham gia thi đấu giai đoạn 1. Ban tổ chức đã trao 63 bộ huy chương trong tổng số 110 bộ huy chương của đại hội cho các đoàn vận động viên có thành tích xuất sắc. Hiện nay với tổng số 18 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 9 huy chương đồng, đoàn thành phố Yên Bái đang tạm thời dẫn đầu, xếp thứ hai là đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo với 13 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 14 huy chương đồng, xếp thứ ba là đoàn Lục Yên. Trong tháng 5, đại hội sẽ tổ chức thi đấu 3 môn và tháng 6 tổ chức 3 môn chính thức và 2 môn biểu diễn. Để đại hội diễn ra thành công, Ban chỉ đạo đại hội cấp tỉnh đã yêu cầu cơ quan thường trực Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản chi tiết, thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc ban tổ chức đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên tổ chức các giải theo chương trình đại hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các ngành liên quan
hiệp đồng chặt chẽ, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện chương trình tổng thể, kịch bản chi tiết của tất cả các nội dung. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các địa phương tham gia đại hội thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các vận động viên. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành chuẩn bị tốt công tác trang trí, khánh tiết, huy động lực lượng tham gia đại hội, chuẩn bị các nội dung chương trình kịch bản chi tiết, tất cả các nội dung và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Về chương trình nghệ thuật khai mạc đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần huy động lực lượng tham gia, chuẩn bị kịch bản chi tiết, thực hiện tốt công tác hậu cần phục vụ đại hội, đồng thời cần tăng cường thời lượng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công an tỉnh cần có phương án cụ thể để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ lực lượng và thành lập đoàn tham dự đại hội, bố trí chu đáo các điều kiện cần thiết về trang phục, đi lại, ăn nghỉ cho các vận động viên và huấn luyện viên. Các cơ quan đơn vị và địa phương cần tích cực phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để tổ chức đại hội đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra. Ngày 27 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, tỉnh Yên Bái có một điểm cầu cấp tỉnh, 9 điểm cầu ở 9 huyện thị thành phố và 173 điểm cầu ở xã phường thị trấn. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022, các đại biểu sẽ được truyền đạt các nội dung cốt lõi quan trọng của nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, như tổng quan về báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, thống nhất nhận thức về các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Ngoài ra, các đại biểu còn tiếp thu các nội dung về xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13 và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Thông qua hội nghị lần này là tiền đề quan trọng để sớm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 vào cuộc sống. Ngày 27 tháng 4, Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin, Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương tổ chức tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và xúc tiến thương mại. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức về nâng cao năng lực cho các cán bộ, cơ quan, tổ chức về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cơ quan đơn vị. Đặc biệt, các học viên sẽ được tìm hiểu các văn bản pháp lý liên quan đến chính phủ điện tử, chuyển đổi số, hiểu được tầm quan trọng của dữ liệu trong chuyển đổi số cũng như tầm quan trọng của việc chia sẻ liên kết, kết nối thông tin từ các hệ thống nền tảng khác. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các học viên có thể áp dụng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cho cơ quan đơn vị mình. Ngày 27 tháng 4, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và thi tuyển sinh trung học năm 2022-2023. Hội nghị đã tập trung đánh giá rút kinh nghiệm kỳ thi năm 2021, tổng quan về các kỳ thi năm 2022, hướng dẫn công tác tổ chức đăng ký các tổ hợp cho học sinh lớp 10 sau tuyển sinh trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Nhiệm vụ công tác thi, hướng dẫn công tác đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, công tác đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng, hướng dẫn quản trị phần mềm, quản lý thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được tổ chức từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022. Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 10. Vì vậy, thí sinh sau khi được tuyển sẽ được đăng ký và lựa chọn các tổ hợp môn học theo năng lực sở thích. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức vào các ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 7 2022. Điểm mới đáng lưu ý nhất là thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 bắt buộc phải đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến. Các thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại một số điểm thi do Sở Giáo dục Đào tạo quy định. Dự tính khoảng 8.000 thí sinh của tỉnh Yên Bái tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ của lãnh đạo, cán bộ tham gia công tác tổ chức kỳ thi của các đơn vị, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định,
đáp ứng yêu cầu của các kỳ thi, đảm bảo tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Xin được bắt đầu bản tin hôm nay bằng những thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban dân tỉnh, thành phố về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ hôm nay, đồng thời duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định. Các địa phương chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời. Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ dừng hoạt động khoảng 400 trạm y tế lưu động, thời gian do các địa phương có trạm y tế tự quy định. Hiện nay mỗi trạm y tế lưu động chỉ chăm sóc chưa tới 20 F0, chỉ bằng 1/5 công suất của trạm. Vì vậy, nhiều trạm y tế lưu động không còn cần thiết nữa. Cũng do số ca mắc giảm mạnh, số ca nặng tại bệnh viện dã chiến 3 tầng cũng ít, nên sau dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục rút gọn các bệnh viện thu dung điều trị. Thành phố sẽ chỉ duy trì một bệnh viện dã chiến 3 tầng. Ngoài ra, ngành y tế sẽ đặt hàng Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát về tác động của COVID-19 đến sức khỏe người từng bị nhiễm. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, dịp cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, các hãng hàng không khuyến nghị khách mua vé trên các kênh chính thức để đảm bảo quyền lợi, tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá và nên làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay để hạn chế tình trạng ùn tắc ở sân bay. Đối với khách mua vé trên website, cần đặc biệt chú ý truy cập đúng địa chỉ chính thức của hãng và cũng có thể tải ứng dụng về thiết bị di động và mua vé trên ứng dụng. Hành khách bay quốc tế cần lưu ý kiểm tra nơi bán vé về thủ tục nhập cảnh ở quốc gia điểm đến để hạn chế tiếp xúc và tiết kiệm thời gian ở sân bay. Hành khách nên làm thủ tục trước qua website, ứng dụng di động, qua điện thoại hoặc tại các quầy tự làm thủ tục trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin về giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt danh mục sách sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, gồm Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2022-2023. So với giá bộ sách giáo khoa hiện hành thì sách giáo khoa mới của lớp 3, lớp 7, lớp 10 của chính nhà xuất bản này áp dụng năm học tới đều tăng rất cao, trong đó cao nhất là bộ sách giáo khoa lớp 3 tăng 300.000 đồng mỗi bộ. Tuy nhiên, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định sẽ tiết giảm tối đa các chi phí đầu vào để có thể giá bán sách giáo khoa phù hợp với mức chi phí của đại đa số các gia đình có con em đi học. Theo ước tính, trong 2 năm 2021-2022, dịch bệnh COVID-19 đã làm khoảng 4,4 triệu trẻ em Việt Nam bị gián đoạn tham gia giáo dục mầm non. Nhiều cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập đã phải tạm dừng hoạt động. Với đặc thù bậc học mầm non không thể tổ chức dạy học trực tuyến, nên giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non phải tổ chức các hoạt động kết hợp chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình bằng các video qua các kênh trực tuyến. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các địa phương quan tâm tới hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập, trong đó có thể tính toán tới việc liên thông giữa khối mầm non công lập với khối mầm non ngoài công lập để đảm bảo quyền học tập cho trẻ em. Ngoài ra, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành gói hỗ trợ tín dụng 1.400 tỷ đồng dành cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Đến thời điểm này, cơ bản các địa phương đã và đang triển khai những chính sách hỗ trợ này. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28 năm 2022 về chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Theo đó, đối tượng vay vốn hỗ trợ đất ở, nhà ở bao gồm hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khách hàng được vay vốn để sử dụng vào việc trang trải chi phí để có đất ở, chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở với mức không vượt quá 50 triệu đồng mỗi hộ. Đối với cho vay hỗ trợ đất ở 40 triệu đồng mỗi hộ, đối với cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời gian tối đa là 15 năm. Trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc, lãi suất cho vay bằng 3% mỗi năm. Lãi suất nợ có hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ đề Tháng Hành động về Vệ sinh An toàn Lao động năm 2022 là tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và công nhân Việt Nam. Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm an toàn, thích ứng. Tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy các chương trình hành động về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động trong các đơn vị doanh nghiệp. Gắn bó với Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Thực phẩm Yên Bái gần 20 năm. Trong quá trình làm việc, chị Vũ Thị Thu Huyền thường xuyên được công ty tập huấn về an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, chị luôn tuân thủ nghiêm các quy trình an toàn lao động để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp. Công việc của chúng tôi là vận hành máy móc rất nhiều và công việc rất là nhiều nguy hiểm. Bản thân chúng tôi cũng tự biết rằng là phải luôn thực hiện cái an toàn lao động là cái trên hết. Được sự quan tâm của công ty thì cũng hàng năm cho chúng tôi đi học cái an toàn lao động và chúng tôi cũng thực hành đúng theo chúng tôi đã được học. Với 650 cán bộ, công nhân, người lao động làm việc ở 8 nhà máy, trong đó chủ yếu là lao động trực tiếp. Những năm qua, Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Thực phẩm Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua biểu hướng dẫn, quy trình sử dụng máy móc, quy tắc 5S trong sản xuất, trang bị bảo hộ lao động và các kiến thức về an toàn lao động cho các cán bộ, công nhân và người lao động. Hàng năm, công ty trích gần 1 tỷ đồng mua bảo hộ lao động, trang bị máy thông gió để cải thiện môi trường làm việc cho công nhân. Duy trì các tổ đội với những công nhân có tay nghề cao, nhiệt tình, trách nhiệm, tự kiểm tra, nhắc nhở đồng nghiệp, làm tốt công tác bảo hộ lao động hàng ngày. Nhờ đó, nên nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Thực phẩm Yên Bái không xảy ra trường hợp tai nạn lao động, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. Trong những năm vừa qua, công tác an toàn vệ sinh lao động nó đã được đảm bảo và không có các cái vụ việc tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra, ảnh hưởng đến người và tài sản của công ty. Thời gian tới thì công ty vẫn xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo cái hoạt động an toàn cho người lao động. Thì công ty tiếp tục có những cải tiến về môi trường làm việc, rồi là có những cái đầu tư trang thiết bị tốt hơn nữa để cho cái người lao động người ta yên tâm công tác và an toàn trong cái hoạt động sản xuất. Với ngành nghề sản xuất ván gỗ ép chất lượng cao xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia luôn chú trọng thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Hàng năm, công ty tổ chức tuyên truyền huấn luyện cho trên 200 công nhân đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động quan trắc môi trường lao động cũng được đơn vị quan tâm thực hiện, giúp cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động. Hiện tại thì công ty chúng tôi về việc thực hiện các công tác đảm bảo an toàn lao động thì về các cái quy trình đào tạo nội bộ, chúng tôi có đào tạo công nhân về các cái quy trình về vận hành máy đảm bảo an toàn cũng như hướng dẫn công nhân các thao tác làm việc để đảm bảo cho cái công tác an toàn cho được đạt được tối đa nhất. Về mặt trang thiết bị máy móc thì công ty chúng tôi cũng hàng năm cũng có trích ngân sách cho cái việc để đảm bảo an toàn lao động như là quần áo bảo hộ lao động và các cái thiết bị đảm bảo cho cái việc công nhân có thể làm được công việc tốt nhất và giữ được cái công tác an toàn tốt nhất trong công ty. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đặc thù chuyên thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành luôn xác định an toàn lao động là yếu tố quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động cho công nhân, người lao động qua các cuộc họp sao ban hàng tuần, tháng, quý để người lao động có kỹ năng phòng tránh và hiểu biết chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi cho 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động theo quy định, được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, công ty trang bị máy móc hiện đại, xe chuyên dùng phục vụ sản xuất. Công ty thì luôn luôn quan tâm đến đời sống của công nhân lao động, luôn khám sức khỏe định kỳ cho công nhân này. Trang phục đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân này. Riêng đối với phụ nữ chúng tôi thì được quan tâm về chế độ thai sản, nghỉ ngơi, dưỡng sức sau sinh. Công ty chúng tôi cũng thường xuyên chăm lo và quan tâm đến cái công tác an toàn vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động. Rồi trong cái thời cái dịch bệnh Covid xảy ra thì các cái công tác phòng chống dịch Covid cũng được tăng cường cho người lao động để đảm bảo coi như là thu gom rác thải trên đường phố. Cái nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid rất là cao thì là công nhân được tăng cường thêm với các cái thiết bị bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay, rồi là xịt khuẩn, rồi là trang bị các cái phun khử trùng, phun diệt khuẩn cho tất cả các cái khu vực làm việc và đối với người lao động thì khám sức khỏe định kỳ.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hiện quản lý 37 công đoàn cơ sở với trên 7.600 đoàn viên, công nhân lao động. Những năm qua, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, xây dựng quan hệ hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhận thức ý thức của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động từng bước chuyển biến tích cực, môi trường làm việc được quan tâm, cải thiện hơn, công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ được các doanh nghiệp cơ sở sản xuất quan tâm, triển khai chủ động hơn. Công đoàn các khu công nghiệp thứ nhất là đã hướng dẫn các chỉ đạo công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức tại đơn vị mình đạt hiệu quả nhất, và trọng tâm đó là công tác chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động trong thời điểm mà thích ứng an toàn để sản xuất như hiện nay nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cái thứ hai là công đoàn các khu công nghiệp tổ chức lễ phát động tại một công ty với sự hưởng ứng của trên 100 đoàn viên công nhân lao động của 50% số công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia để có sự lan tỏa. Bên cạnh đó để thực hiện công tác chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động. Thế và một cái điều quan trọng nữa là công đoàn các khu công nghiệp là hướng dẫn các công đoàn cơ sở ký các bản thỏa ước với nội dung có lợi cho người lao động như là hỗ trợ bữa ăn ca, thưởng chuyên cần, hỗ trợ lương tháng 13 và các khoản phúc lợi khác để đảm bảo cái phúc lợi đó được thường xuyên để nâng cao đời sống cho người lao động, và trọng tâm là vào cái bữa ăn ca cho người lao động để nâng cao sức khỏe, để người lao động gắn bó hơn và có sức khỏe để tham gia lao động sản xuất đạt hiệu quả, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển và xây dựng công đoàn vững mạnh. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn lao động, làm chết 8 người, bị thương 19 người, chủ yếu là do khai thác chế biến khoáng sản, đá, chế biến nông lâm sản, xây dựng, môi trường và ngành điện. Nguyên nhân là người sử dụng lao động, người lao động của một số doanh nghiệp chưa ý thức được quyền và nghĩa vụ trong bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Một số chủ sử dụng lao động vì lợi nhuận không quan tâm đầu tư trang thiết bị, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm còn hạn chế. Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động được thực hiện với chủ trương hướng mạnh về cơ sở, tập trung nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp cơ sở, đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu rủi ro về mất an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dịch bệnh COVID-19, quan tâm chăm lo đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ cho các đơn vị doanh nghiệp. Để mà tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như là chăm lo đời sống của người lao động, đặc biệt là sau đại dịch COVID, để đảm bảo cho công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh trong lao động sản xuất, đối với cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, các cơ quan xí nghiệp để bảo đảm an toàn và đạt cái năng suất hiệu quả trong lao động sản xuất và hạn chế tối đa cái tai nạn lao động cũng như bệnh nghề nghiệp xảy ra đối với người lao động trên địa bàn, và đồng thời cũng tổ chức cái tháng công nhân và cũng bố trí là tặng quà cho những người lao động mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động năm 2022 được tổ chức là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác an toàn và thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất đến tất cả các tổ chức đoàn thể, các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Những kết quả của tháng hành động sẽ là tiền đề để các đơn vị doanh nghiệp nhân rộng cách làm hiệu quả, người lao động tự trang bị kiến thức, nâng cao trách nhiệm và an toàn lao động cho chính mình. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thì xã Nghĩa Lộ đang tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn, các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương tới du khách trong và ngoài nước, phấn đấu năm 2022 đón 196.000 khách du lịch, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 152 tỷ đồng. Những ngày này, các cơ sở du lịch cộng đồng thuộc khu du lịch cộng đồng thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2022. Để chuẩn bị tốt cho cái dịp đón khách 34/1/5 thì gia đình tôi cũng đã chuẩn bị những trang thiết bị cần thiết để đón tiếp khách ăn ngủ, và những cái chương trình văn nghệ, giao lưu văn nghệ để đón các đoàn khách. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên trong 3 tháng đầu năm nay, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ mới đón trên 3.500 lượt khách, chủ yếu là khách du lịch nội địa. Để thực hiện nghị quyết năm 2022 đề ra của Đảng bộ xã là đón 33.000 khách du lịch,
địa phương đã tập trung vào du lịch nội địa, đặc biệt là nội tỉnh, đồng thời tăng cường giới thiệu quảng bá các đặc sản văn hóa, ẩm thực của địa phương trên mạng xã hội. Đặc biệt, ngay từ những tháng đầu năm, xã đã phân công cho các ngành đoàn thể xuống các bản vận động các hộ dân làm du lịch cộng đồng, sửa chữa nhà cửa, mua sắm chăn ga, gối đệm mới, dọn dẹp sạch sẽ để đón khách du lịch. Trong cái chương trình phục vụ cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 này, thì cùng với việc là đón tiếp cái số lượng khách du lịch đông, thì Đảng ủy xã, ủy ban dân xã cũng đã triển khai làm tốt cái công tác, ví dụ như là các cái cơ sở đảm bảo phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, rồi cũng như là cái việc nâng cao cái dịch vụ du lịch của mình lên để đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ, cũng như là khi đến được địa phương thì nó cũng có những cái khởi sắc rất là đáng kể để khách du lịch thì còn tiếp tục quay lại để đảm bảo ngoài các cái chỉ tiêu đó và thu nhập cho gia đình để bù lại những tháng ngày là nghỉ dịch, và cũng như là động viên các hộ gia đình là sẽ tiếp tục nâng cao cái chất lượng của mình hơn, xứng đáng là một cái địa phương mà đạt tiêu chuẩn về du lịch cộng đồng 3 sao. Hiện nay các điểm nghỉ dưỡng của thị xã Nghĩa Lộ đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón tiếp và phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây và cũng được biết là chia sẻ bạn bè chia sẻ trên Facebook và thông tin đại chúng rất là nhiều. Thì khi mình đến đây thì cảm nhận đây thì rất là đẹp, không khí và con người nơi đây rất là thân thiện. Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thị xã Nghĩa Lộ sẽ đón và phục vụ trên 2.500 đến 3.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Do đó, cùng với công tác hướng dẫn tuyên truyền các hộ làm du lịch cộng đồng, nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ ăn uống trên địa bàn làm tốt công tác chuẩn bị đón tiếp khách. Trong dịp này, thị xã Nghĩa Lộ cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về giá dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng cháy chữa cháy tại các điểm dịch vụ du lịch, đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện giữa các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, hộ du lịch cộng đồng để đảm bảo các dịch vụ nhằm tạo cho du khách ấn tượng tốt đẹp khi tới thăm khám phá mảnh đất Nghĩa Lộ, Mường Lò. Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, 136 năm ngày quốc tế lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2022, 68 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định treo cờ Tổ quốc, băng rôn khẩu hiệu như sau: Tất cả các cơ quan công sở nhà nước, các ban của Đảng, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc, băng rôn khẩu hiệu. Nội dung băng rôn khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tất cả các hộ gia đình nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc. Thời gian treo cờ và băng rôn từ ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến ngày 8 tháng 5 năm 2022. Yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngao Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.